bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 đến hết ngày 2 tháng 6, Uniqlo, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, thực hiện chương trình Tuần lễ cảm ơn, kỷ niệm 40 năm có mặt trên toàn cầu với nhiều ưu đãi đạt mua sắm cùng quà tặng hấp dẫn. Từ cửa hàng đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản vào năm 1984, 40 năm sau, Uniqlo đã trở thành thương hiệu toàn cầu để mang đến những sản phẩm chất lượng cùng trải nghiệm mua sắm tiện ích nhất cho người tiêu dùng. Uniqlo hiện có mặt trên khắp thế giới với hệ thống 2.400 cửa hàng bán lẻ và khách hàng luôn được xem là trọng tâm trong mọi hoạt động của thương hiệu này. Tuần lễ cảm ơn là một trong những hoạt động thường niên của Uniqlo tại Việt Nam, là cách để bày tỏ sự tri ân của mình đến những khách hàng luôn tin yêu, ủng hộ thương hiệu. Nhân kỷ niệm 40 năm, chương trình lần này đặc biệt giới thiệu bộ sưu tập áo thun in họa tiết tôn vinh văn hóa Việt UTMI. Uniqlo mang đến 8 họa tiết mới trong bộ sưu tập UTMI, lấy cảm hứng từ nhịp sống, địa danh và món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Bộ sưu tập có sự tham gia của 2 họa sĩ tài năng, một họa sĩ Việt và một họa sĩ người Pháp đã gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những hoa văn họa tiết được thiết kế lần này sẽ giúp tôn vinh văn hóa Việt và nhận được sự yêu thích, ủng hộ của khách hàng. Rất là vui và tự hào khi mà mình được hợp tác với Uniqlo để có thể truyền tải được cái văn hóa của Việt Nam đến mọi người trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội mua nhiều sản phẩm lifewear với loạt ưu đãi hấp dẫn, nhận quà tặng là bình giữ nhiệt trong 3 ngày đầu tiên với hóa đơn trên 1.499.000 đồng. Chương trình diễn ra trên khắp hệ thống 23 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ ngày 24 tháng 5 đến hết ngày 2 tháng 6.